làn da trắng này, sáng này, mịn màng này, không có da chết thì mặc auto đẹp, mặc cái gì cũng đẹp luôn ý. Có mà khoác bao tải cũng thấy đẹp, có mà khoác bao tải cũng thấy đẹp, có mà khoác bao tải cũng thấy đẹp. Da của anh thì bất chấp thời tiết luôn, bất chấp thời tiết luôn. Đây là cái đầu tiên này, cái sữa tắm này, nó có cả cái hạt để tẩy da chết nhá. Cái chất kem của cái chất kem này nó làm như này này. Nó sẽ có những cái hạt li ti như này để mình tắm, mình massage nhẹ trên da và mình tẩy da chết trên da của mình ý. Đó. Đây, cái này thì mình có thể tắm hàng ngày nhá. Tắm hàng ngày để làm gì? Để cho nó da mình nó mềm, nó mướt và nó tẩy được da chết trên da của mình. Các cái hạt li ti này nó sẽ tẩy da chết trên da của mình. Cái ủ trắng này, cái ủ trắng than hoạt tính này, nó chiết xuất phần lớn chủ yếu là than hoạt tính nhá. Ai bạn nào vừa hỏi thì chất kem của nó là chất kem kem đen đen như này này. Anh sẽ bôi thẳng lên tay của anh luôn. Đây, chất kem của nó là bằng màu đen như này, nó bằng than hoạt tính mà. Mọi người bảo là dù anh đang trắng như thế này thì nhìn rất là khó ra. Đúng, thật sự là như thế, bởi vì là anh đang dùng sản phẩm này rồi, cho nên là nó rất là trắng, da hiện tại đang rất là trắng sáng rồi ấy. Cho nên là để mà phân biệt được một năm để cảm thấy được rõ thì là sẽ không thấy được đâu, bởi vì là da anh đang rất là trắng rồi đó. Nhưng mà anh sẽ test lên trên tay để cho mọi người thấy là mỗi một nó sẽ có sự khác biệt ít nhiều, và nó sẽ có lại, nó sẽ đọ hai tay cho mọi người thấy nó sẽ sáng hơn, nó sẽ mịn hơn, nó mướt hơn đó. Thì lát nữa sẽ cho mọi người xem. Nó rất là đặc ý, cái kem này, cái kem ủ nó rất là đặc, cho nên là lúc mà bóp ra mình phải bóp bằng lúc tay của mình khô ấy thì phải bóp ra hết luôn một cái lượng vừa đủ ra cái bát, xong rồi mình chỉ việc bôi lên trên da của mình thôi, lúc mình tắm thôi. Từ nãy giờ anh bôi được phải đến 15-20 phút rồi thì da của anh vẫn đang như thế này. Người thấy không? Người thấy không? Không thể tin được. Không thể tin nổi. Và mọi người thấy là nó không hề có một cái dấu hiệu gì là châm chích hay là mẩn đỏ hay là hạt gì, dị ứng gì, đỏ gì. Đó, thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của da. Cái Whitening Body Cream này, tức là nó là kem dưỡng ban đêm, rất quan trọng. Bởi vì khi mình tắm xong, các lỗ chân lông của mình nó được thông thoáng, nó đào thải hết tất cả những cái độc tố và cũng như là da chết trên da của mình rồi, thì việc mình bôi kem dưỡng ban đêm để nó hấp thụ, cấp ẩm và làm trắng sáng da của mình từ bên trong là rất quan trọng nhá. Đây, với cánh tay của anh thì anh chỉ bôi một cái lượng vừa đủ như thế này thôi. Chất kem lỏng nó có rất nhiều dưỡng nhưng mà nó lại không có cảm giác bị dính. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cấp làm độ dưỡng vừa đủ cho cơ thể của mình, để khi nó vào da nó sẽ tẹp vào da mình luôn, nó sẽ ăn, sẽ thẩm thấu vào da của mình luôn á. Đó. Và nó sẽ cấp ẩm, cấp nước cho da của mình nhưng lại không hề có cảm giác bị dính dính khó chịu. Đấy, bởi vì là anh rất sợ bôi kem ban đêm. Rất sợ bôi kem ban đêm bởi vì là nó mà dính trên da ngủ rất khó chịu luôn ấy. Nhưng mà bôi cái kem này thì mê luôn. Thơm mà nó không phải thơm nồng đâu, một thơm của nó man mát dễ chịu thôi, bởi vì là nó kiểu nó dưỡng ấy, mùi đúng mùi kiểu mùi kem dưỡng ấy, thích lắm. Còn ban ngày thì mình lại phải dùng dòng sang kem ban ngày, bởi vì kem ban ngày nó sẽ như là một cái loại kem để nó khóa lại tất cả những cái dưỡng chất mà mình đã cung cấp cho nó tối hôm trước. Và nó sẽ có một lớp ở bên ngoài để nó bảo vệ mình này, chống nắng cho mình này, và bảo vệ tất cả những cái bụi bẩn, những cái tác nhân từ môi trường nó sẽ bám lại trên bề mặt da của mình. Nó sẽ chỉ bám lại trên bề mặt da của mình thôi, và nó sẽ không hấp thụ vào trong lỗ chân lông, thì nó sẽ không làm cho da của mình bị đen, bị cằn cỗi. Skin A, E, C phải dùng đầy đủ từng bước như thế này thì ta sẽ có một làn da như thế này, Tất cả dòng sản phẩm đều có đồng giá là 490.000 đấy. Nhưng hiện tại công ty đang có chương trình khuyến mại, tức là mình mua một combo là gồm có cái tắm này này, cái tắm ủ trắng này, với cả một cặp dưỡng da ban đêm và dưỡng da ban ngày này, thì mình sẽ được tặng một cái sữa tắm hàng ngày này. Mua ở đâu á? Mọi người có thể để lại số điện thoại ở đây để mọi người ở công ty sẽ liên hệ và hướng dẫn mọi người cách mua sản phẩm chính hãng nhá.
làm nguyên một bộ nó. Em khuyên cái gì nên xài một combo giùm cho em, thì xài một combo nó sẽ trắng hơn, mạnh màng hơn và đẹp hơn nha chị nha. Còn chàng trai nữa bây giờ chị em hãy để số điện thoại giùm cho bên em, thì em alo chỗ gì nha.